Em ơi, anh làm phiền em xíu nha. Có gì không anh? Thì hiện tại em đang bận á. Nãy giờ em bắt Grab mà không bắt được cú nào hết á. Đi làm hay sao rồi? Dạ em đi làm. Sáng thứ hai Grab đồ này nọ hơi khó xíu á. Mà không, sao không có bạn bè hay là người yêu hay gì đó chở hả? Em làm gì có người yêu, em đang độc thân. Anh đang làm cái video trên TikTok á, anh đang muốn chụp ảnh cho một cái người lạ á, và biến người đó trở thành cô dâu á. Thấy em đứng ở đây á, anh muốn mời em trở thành một cái nhân vật ở trong video của anh. Để mình chụp một cái bộ ảnh quay video trên TikTok á. Đây là những cái video mà anh đã từng làm ở trên TikTok nè. Đây có những cái video 11 triệu view luôn. Và đại đa số đây là những cái video mà anh cũng gặp những người lạ, sau đó anh biến họ trở thành cô dâu giống giống như thế này. Em làm ở đâu? Em làm ở gần công viên Bạch Đằng. Thế bây giờ như thế này đi, anh chở em ra ngoài cái chỗ làm, sau đó anh sẽ chụp em một bộ ảnh ở ngay tại công viên Bạch Đằng luôn. Em thấy như thế nào? Thật anh? Thiệt. Em thấy trên profile là đẹp đó. Bây giờ anh sẽ chở em ra ngoài đó đi làm trước, rồi sau đó là khi mà em rảnh á, anh sẽ chờ em và chụp cho em một cái bộ ảnh biến thành cô dâu ở ngoài tại công viên Bạch Đằng. Dạ, okay. Ok ha. Ok rồi em. Đây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xài. Yêu đương khó quan chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải